Thưa quý vị và các bạn, việc chi trả dịch vụ môi trường rừng là cơ chế tài chính mới đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đây được xem là cơ chế xã hội hóa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Theo nguyên tắc, những người sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền cho những người cung ứng dịch vụ. Tại tỉnh Ninh Thuận, 5 năm qua, thông qua chính sách này, tổ cộng đồng bảo vệ rừng đã được thành lập đến từng thôn, xóm có rừng, đồng thời đã tạo sinh kế bền vững cho người dân, giúp họ tích cực trong công tác bảo vệ rừng. Tham gia vào tổ cộng đồng nhận khoáng bảo vệ rừng ở thôn Gòn, xã Lâm Sơn, huyện Lâm Sơn từ năm 2017. Sau gần 5 năm giữ rừng, đến nay gia đình ông Kater Hassani đã có số vốn là 6 con bò. Để chi tiêu trong gia đình, vừa rồi ông đã bán 3 con. Ông Kater Hassani cho biết, nếu không tham gia vào tổ cộng đồng bảo vệ rừng, gia đình sẽ khó có được 6 con bò làm vốn, thậm chí phải vay ngân hàng mới mua được bò và rồi phải trả lại hàng tháng. Thì ngày nào có tới ca của mình mới đi trực, có nghĩa là tính công của mình, thì cái theo công của mình là 200. Trước kia là chưa bảo vệ tổ và tổ rừng á, thì cũng hơi không khó khăn mà cũng chưa có được mua bò gì hết. Bây giờ nhờ mình vô tổ vây rừng này, mình được mua bò để nuôi. Dựa vào điều kiện thực tế của từng địa phương, các tổ cộng đồng nhận khoáng quản lý bảo vệ rừng sẽ xây dựng phương án tạo sinh kế bền vững từ nguồn kinh phí do Quỹ Dịch vụ Môi trường rừng chi trả. Ở thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, 20 thành viên trong tổ nhận khoáng bảo vệ rừng đã quyết định trích 60% giúp tổ viên mua cây giống và lập vườn cây ăn trái. 40% còn lại dùng phục vụ tuần tra, truy quét bảo vệ rừng. Nhờ vậy, sau 5 năm, đến nay, nhiều tổ viên đã phát triển được vườn cây ăn trái lên đến 2 hecta. Tham gia vào cái công tác bảo vệ rừng á, thì được ban hỗ trợ về cái kinh phí cho bà con để mà tạo cái mô hình trồng cải tạo vườn tạp, thì mình cũng đầu tư vô trong cái vườn này. Thứ nhất là mua ống nước, rồi mua cây giống, rồi ban hỗ trợ cho về một cái khoản tiền để mà chăm sóc. Hiện mỗi năm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Rông Pha chi trả khoảng 3,4 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các tổ cộng đồng nhận khoáng bảo vệ rừng. Nhờ có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, nên đơn vị này đã không phải dùng tiền ngân sách để chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng hàng năm, đồng thời thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Ban là có 4 tổ cộng đồng. Qua thời gian là mấy năm đây, thì khi mà có cái tiền dịch vụ môi trường rừng mà để cho các cái tổ đồng cộng đồng nhận khoán á, thì là bà con và các cái tổ cộng đồng rất là phấn khởi và đã tăng một phần cái thu nhập cho đời sống và giảm cái áp lực về chống phá rừng trên lâm phần của bạn. Từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và từ các chương trình dự án bảo vệ phát triển rừng của chính phủ, đến nay, các đơn vị chủ rừng ở tỉnh Ninh Thuận đã giao khoáng cho các hộ dân, tổ cộng đồng, đơn vị lực lượng công an, quân sự, nhận bảo vệ khoảng 70.000 hecta rừng. Đặc biệt, phương thức hoạt động của các tổ cộng đồng nhận khoáng bảo vệ rừng là trích lại 60% nguồn kinh phí để tạo sinh kế cho người giữ rừng đang thực sự phát huy hiệu quả. Sinh kế của môi trường rừng, thì các cái hộ đã mua được khoảng 172 con bò. Còn riêng về tất cả các chương trình sinh kế toàn tỉnh thì đã... các hộ dân hiện nay có khoảng 1.600 con bò, 429 con dê, cho nên cái vấn đề mang lại của lợi ích của từ cái nguồn dịch vụ tới môi trường rừng là rất là thiết thực và được cái bà con cũng đón nhận và hoan nghênh. Trong điều kiện các lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ rừng đang phải sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm các đầu mối, các tổ cộng đồng nhận khoáng bảo vệ rừng sẽ là giải pháp quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Với nguồn thu Quỹ Dịch vụ Môi trường rừng tăng hàng năm sẽ là cơ sở giúp các đơn vị chủ rừng và các tổ cộng đồng nhận khoáng quản bảo vệ rừng có thêm nguồn lực, có thêm sinh kế, từ đó quản lý và bảo vệ rừng hiệu quả.